Diệp năm xưa vẫn vang vọng mãi như vừa mới đây. Ngàn hoa rộ nở nơi này, dẫu trong sương khói vẫn đầy nắng mưa. Nụ cười ca diệp năm xưa vẫn vang vọng mãi như vừa mới đây. Ngàn hoa rộ nở nơi này, dẫu trong sương khói vẫn đầy nắng mưa. Anh chàng vọn vẹn Phật thưa, hồng chân một cánh xa xưa bước vào. Tâm hương luôn tỏa ngọt ngào, bao nhiêu phiền lụy trần lao dứt liền. Nụ cười ca diếp năm xưa vẫn vang vọng mãi như vừa mới đây. Ngàn hoa rộ nở nơi này, dẫu trong sương khói vẫn đầy nắng mưa. Diệp năm xưa vẫn vang vọng mãi như vừa mới đây. Ngàn hoa rộ nở nơi này, dẫu trong sương khói vẫn đầy nắng mưa. Nụ cười ca diệp năm xưa vẫn vang vọng mãi như vừa mới đây. Ngàn hoa rộ nở nơi này, dẫu trong sương khói vẫn đầy nắng mưa. Anh chàng vọn vẹn Phật thưa, hồng chân một cánh xa xưa bước vào. Tâm hương luôn tỏa ngọt ngào, bao nhiêu phiền lụy trần lao dứt liền. Nụ cười ca diếp năm xưa vẫn vang vọng mãi như vừa mới đây. Ngàn hoa rộ nở nơi này, dẫu trong sương khói vẫn đầy nắng mưa. Nụ cười ca diếp năm xưa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa toàn thể quý Phật tử và quý đồng hương, hôm nay là ngày mùng 4 Tết Tân Mão. Chúng ta có phước duyên trở về chùa để đón Tết. Và ngày hôm nay theo lịch của người Việt thì coi như là buổi giảng đầu tiên của năm Tân Mão. Thì như tối hôm qua chúng tôi có gợi ý cho quý vị sau thời kinh cầu an là cố gắng về để cùng suy nghĩ về con mèo, rồi ý nghĩa của cái con mèo như thế nào ở trong cái cuộc sống tu tập của người đệ tử Phật. Một điều mà rất là thú vị là hình ảnh của con mèo nó có mặt đã lâu lắm rồi ở các quốc gia, nhất là những quốc gia vùng Đông Nam Á. Và bản thân của mỗi quốc gia ở vùng Đông Nam Á này đó, thì cái nhìn và cái văn hóa về con mèo cũng có những cái điểm khác biệt. Có nhiều quốc gia thì ta rất là quý trọng con mèo và coi con mèo giống như là một cái biểu tượng thiêng liêng cao cả. Nhưng mà cũng có nhiều quốc gia thì coi con mèo giống cũng như là một sự tương phản của điều lành, điều tốt. Tương phản của điều lành, điều tốt là điều xấu, điều dở, điều bất toàn và điều không hoàn thiện. Và trong đó thì văn hóa Việt Nam của chúng ta cũng là một trong những quốc gia mà có một cái nhìn như thế. Tuy nhiên, để trước khi đi chúng ta tìm hiểu một số cái nhìn của một số quốc gia đó, thì chúng ta cũng tìm hiểu coi là hình ảnh của con mèo nó có mặt ở trong kinh điển của nhà Phật hay không. Thì thực sự ở Ấn Độ đó, chú mèo đã có mặt từ thời thượng cổ rồi. Nhưng mà cái tuổi thọ của loài sinh vật này đó thì nó không có được cái tuổi thọ giống như những loài sinh vật khác. Và trong suốt thời gian chúng tôi ở Ấn Độ đó thì đều rất là ngạc nhiên là không có thấy, hầu như là không thấy những người Ấn Độ phía Bắc họ nuôi mèo. Mèo nếu có thấy đi nữa thì đi vào những cái khu vườn của quốc gia đó, thì thỉnh thoảng thì thấy những cái con mèo xuất hiện. Nhưng mà những mèo này thì không có được nuôi và nó trở thành mèo hoang, cũng sống và nó rất là to, rất là lớn. Nhưng mà khi ngược về miền Nam của nước Ấn Độ thì thỉnh thoảng đi vào một số nhà dân đó, thì chúng tôi thấy họ có nuôi mèo. Thậm chí mèo mà ở Việt Nam ta gọi là mèo mướp, mèo mung, mèo tam thể, mèo gì đó đủ thứ, thì có mặt rất là nhiều ở những dân cư miền Nam nước Ấn Độ.
Điều đó cho chúng ta thấy là ở Ấn Độ đã xuất hiện con mèo rất là sớm. Nhưng mà không biết vì lý do gì, nhưng ở phía Bắc con mèo nó không được nuôi dưỡng giống như là ở phía Nam. Và một điều nữa thì nếu mà mình có một cái dịp mình ngồi, mình quan sát con mèo, đặc biệt là quý vị nào mà ở Việt Nam, nhà có nuôi mèo rồi đó, thì chịu khó quan sát con mèo từ cái cách nó ăn, từ cách nó ngủ, từ cách nó tắm nắng, và từ cái cách nó bắt chuột. Mỗi một cái cử động đó, nó có một cái gì đó rất là duyên dáng. Ví dụ như nó ăn uống thì ta nói ăn như mèo, phải không? Có nghĩa là ăn rất là ít, ăn từ tốn, ăn chậm rãi, ăn mà không có sự giành giật, thì nó người ta mới nói là ăn như mèo. Rồi cách của nó ngồi hay là nằm, nó cũng có mang một cái dáng dấp gì đó của người phụ nữ, nó rất là đẹp. Nhưng mà khi nó tìm mồi, nó săn mồi đó, thì hoàn toàn cái dáng dấp yểu điệu thục nữ đó, giống như người phụ nữ không còn nữa, mà nó lột xác để trở thành một cái con cọp. Và cái hình ảnh của con mèo mà tìm bắt con chuột hoặc là bắt những con mồi khác, ví dụ như bắt con gà, thì khi mà chúng ta quan sát thì chúng ta thấy mèo mung, mèo mướt, mèo gì đi nữa thì nó cũng có một cái thể cách giống nhau. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là khi quan sát và xác định được cái đối tượng mà nó muốn bắt để mà làm mồi ăn thịt, thì thứ nhất chúng ta thấy được là hai cái con mắt của nó, hai con mắt mèo á, nó rất là sáng và nó tập trung lại một cái điểm, mà cái điểm đó đó là con mồi. Và con mắt của nó không bao giờ chớp chớp giống như mắt của chúng ta khi nó tập trung nó để mà nó bắt chuột hay là nó bắt một con mồi. Một cái thể cách thứ hai nữa đó là khi xác định được rồi, khi tập trung bằng hai con mắt rồi đó, thì bắt đầu tùy theo cái thể cách, cái vị trí mà nó quỳ hay là nó đứng một cách rất là im ả, không nghe tiếng động, không nghe tiếng động. Và một cái thể cách cuối cùng đó là khi mà ảnh rình, ảnh bắt chuột rồi đó, thì mọi cái chuyện động tĩnh ở xung quanh ảnh, ảnh không biết tới. Cho nên khi mà con mèo ở đây, tôi thấy ở chùa này thỉnh thoảng cũng có những con mèo hoang nó đến, nó để nó bắt những con chim. Thì khi mà nó rình, nó để mà nó bắt những con chim ở xung quanh cây bồ đề hoặc là ở cái khu nhà của chúng tôi ở đó, thì mình thấy nó rình tập trung vô bắt con mồi rồi đó, thì mình đi xung quanh nó, đi rất là gần với nó mà nó cũng không có hay biết gì hết. Và những cái hình ảnh đó, những hình ảnh của con mèo bắt chuột đó, ở trong kinh Đức Phật có một câu mà khuyên các đệ tử của Ngài đó là: này các tỳ kheo, trên cái quá trình mà tu tập đó thì các con phải có một cái thái độ tu giống cũng như là mèo bắt chuột. Thì ngày xưa đó thì khi đọc đến cái câu này coi như là một cái câu cách ngôn luôn của Phật giáo.
Thì nhiều khi mình không có hiểu nhiều, nhưng mà lần hồi mình có cơ hội để mình quan sát con mèo, để mình chiêm nghiệm lại đó, thì mình mới thấy là cái câu cách ngôn này không phải là chỉ có trong kinh điển Phật dạy, mà sau này chư tổ ở Trung Hoa, chư tổ ở Nhật Bản, chư tổ ở Việt Nam cũng lấy cái câu này để mà khuyên dạy các đệ tử trong cái con đường tu hành của mình. Tại sao mà Đức Phật cũng như chư tổ dạy là người tu thì phải có một cái thái độ tu giống cũng như là mèo rình chuột, hay là mèo bắt chuột, hay là mèo bắt con mồi. Thì như khi nãy chúng tôi thấy là khi mà chúng ta quan sát thì cái điều thứ nhất là phải có một cái thái độ tập trung cao, hai con mắt là phải chăm chú vào đối tượng không có ngừng. Và trong cái quá trình mà chăm chú như vậy đó thì không được xen tạp những cái ý niệm khác ở bên ngoài, tập trung vô đối tượng. Thì cái điều này ở trong nhà thiền gọi là định. Người tu nếu mà không có một cái sức định thì không thể nào đi tới nơi tới chốn được. Giống như con mèo, nếu không có một cái sự tập trung cao độ vào con mồi thì không có bắt được con mồi. Người tu cũng vậy, ở ngoài đời cũng như là ở trong nhà chùa, nói chung là người đệ tử Phật, và đặc biệt là ở trong cái bối cảnh xã hội hiện nay, những cái thú vui hoặc là những cái hấp lực của trần gian đó, nó lôi kéo chúng ta, nó làm cho chúng ta có thể sa ngã, hoặc là làm cho chúng ta có thể đánh mất cái lòng tốt của mình, đánh mất cái tâm tu của mình. Cho nên cái đầu tiên đó, thì Đức Phật dạy là phải làm sao người tu trong cái giai đoạn đầu đó thì phải tránh duyên và chỉ tập trung vô một cái đối tượng, mà đối tượng đó là câu niệm Phật hoặc là bài kinh hoặc là cái công việc gì đó của một người tu hành. Càng tránh duyên chừng nào càng tốt chừng đấy. Thì chúng ta tránh duyên để mà chúng ta tập vô những cái thiện duyên. Ví dụ như tránh những cái duyên làm cho chúng ta đau khổ, tránh những cái duyên làm cho chúng ta có thể bận rộn, làm cho chúng ta có thể bị phân tâm. Thì những cái duyên đó, người đệ tử Phật trong cái giai đoạn đầu còn phải tránh hết, bỏ hết. Cho nên là trong giai đoạn đầu người đệ tử Phật là phải gọi là chư ác mạt tác, các điều ác không làm. Các điều ác không làm có nghĩa là tránh mọi những cái thói hư tật xấu. Bởi vì sao? Những cái thói hư tật xấu bên ngoài nó dẫy đầy rồi, nó có thể nó lôi kéo mình. Và bên trong con người của mình cũng đang sẵn có những cái thói hư tật xấu từ vô lượng vô số kiếp, nó nằm sẵn ở trong đó. Và hai cái này mà nếu mà nó có cơ duyên để nó kích hoạt lại với nhau đó, thì có thể là tạo thêm nghiệp, tạo thêm những cái điều xấu nữa. Cho nên trong giai đoạn đầu, bước khởi đầu của người đệ tử Phật là tìm về cái con đường tốt, con đường lành, công việc lành để tập trung vào một thứ thôi. Thì đó là trong nhà Phật gọi là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Còn ở trong cái hình ảnh mà mèo bắt chuột thì cái đầu tiên là phải tập trung có một cái sức định cao. Khi mà ta có một cái sức định cao 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm rồi đó, thì sau đó ta mới phát tâm gọi là Bồ Đề tâm hoặc là Bồ Tát tâm. Thì lúc đó đó ta mới có thể, nếu có duyên thì ta mới có thể hoằng pháp độ sanh. Còn giai đoạn đầu là giai đoạn học và là giai đoạn tu.
Cho nên là ở trong chùa, những người xuất gia khi trong 20 năm đầu hoặc là ít nhất là 10 năm đầu là không được, thậm chí không được bước ra khỏi chùa nữa. Và khi xuất gia rồi là không có ở nhà nữa, và chỉ có biết ở trong chùa, trong cái cảnh thiền môn và theo cái quy luật của thiền môn thôi. Thì ngày xưa chư tổ quý ngài đã biết được là khi mà một con người mặc dầu cái tâm xuất gia nó rộng mạnh đó, nhưng mà nếu mà lơ là rồi tiếp xúc với những cái gì đó bên ngoài nhiều quá thì có thể cái tâm này sẽ bị lung lay, và có thể một thời gian sau cái bồ đề tâm bị thối chuyển và mất luôn cái hạt giống bồ đề trong cái kiếp này. Đương nhiên cái hạt giống bồ đề của mỗi chúng sinh thì nó không có mất, nó còn hoài ở bên trong. Nhưng mà nếu mà mình để cho trần lao nghiệp chướng nó dấy khởi nhiều quá thì cái tâm bồ đề của chúng ta bị che đậy lại, và cái trần lao nghiệp chướng nó phát sinh giống như mà cỏ nó mọc nhiều thôi. Nhưng mà không phải vì vậy mà cái tâm bồ đề của chúng ta bị chết, nhưng mà nó nằm im ở một cái vùng sâu xa nào đó ở trong cái a la gia thức của chúng ta, hoặc là trong tâm thức của con người. Và vì vậy cho nên là trong kinh Phật, là Đức Phật cũng như chư tổ dạy là khi mà mình mới sơ tâm tu hành đó, thì cái thái độ tu hành phải giống cũng như là con mèo mà bắt con chuột hay là bắt một cái con mồi. Thì cái hình ảnh đầu tiên là hai con mắt phải có một cái sự tập trung rất là cao, tuyệt đối luôn, chỉ biết con mồi thôi. Thì bây giờ mình tu tập cũng vậy, mình niệm Phật mà mình chỉ biết cái danh hiệu Phật không á, thì cái chuyện mà ngày mình vãng sanh về Phật chắc chắn phải được. Bởi vì sao? Vì mình chỉ biết câu niệm Phật thôi. Mà câu niệm Phật chỉ ngoài cái danh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật rồi, cái câu niệm Phật là gì? Là vô lượng thọ, vô lượng quang, theo cái ý nghĩa của Phật A Di Đà. Thì niệm Phật A Di Đà cũng có nghĩa là niệm cái ánh sáng tuyệt vời không ngần mé của chính mình, niệm cái tuổi thọ lâu dài hằng hà sa kiếp, sa số kiếp của chính mình, và niệm cái công đức của chính mình và của tất cả chúng sinh. Thì niệm được như vậy và lúc nào cũng nhớ nghĩ như vậy thì lúc đó ta gọi là ta đang niệm Phật, và chỉ nhớ một cái câu gọi là A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà trên lý thuyết là chúng ta hiểu như vậy và chúng ta cố gắng hành trì, nhưng mà nó không giống như mình nghĩ đâu. Khi mà mình niệm đó, mình niệm Phật rồi, cái còn mình niệm chúng sanh nữa. Niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình còn niệm phiền não nghiệp chướng. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà bên cạnh đó mình còn niệm gì? Tham sân si. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà mình còn niệm cái gọi là mừng giận thương ghét muốn. Mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật đó, nhưng mà mình còn ganh tị đố kỵ và hờn mát. Thì mình niệm như vậy đó cũng giống như con mèo mà không có tập trung. Tập trung hồi cái dòm qua con cái cục mồi khác, một hồi cái dòm qua cục mồi khác, cuối cùng mấy cái đối tượng mồi á nó biến mất. Cuối cùng nó chết đói, nó không được cái gì hết. Thì cái người tu thì khi ta tu pháp môn gì cũng vậy, cố gắng ta phải tập trung miên mật, giống cũng như con mèo tập trung vô đối tượng để mà bắt. Bây giờ cái bước thứ hai của người đệ tử Phật là mèo rình chuột, tu như mèo rình chuột. Ngoài cái sự tập trung cao độ, mà nếu mà không khéo ta tập trung mà ta cũng không có nhìn kỹ, ta không có phân biệt, ta không có thấy được cái chỗ này là cái chỗ cao thì phải ngồi núp để cho đối tượng nó không phát hiện được mình, thì ta phải dùng cái chân xuống.
Chứ không phải lúc nào mình rình bắt chuột mà lúc nào mình cũng ưỡn cái bụng bự ra, hoặc là mình nhìn để cho làm cho đối tượng nó thấy mình đang bắt nó. Cái thể cách thứ hai của cái người tu là phải là tùy theo cái hoàn cảnh, cái nghiệp duyên của chính bản thân mỗi người. Ví dụ như bây giờ cái thể cách của mình là mình tập trung rồi, nhưng mà bây giờ mình còn nhiều công việc khác, thì mình có thể sắp xếp cái công việc thời gian như thế nào đó. Thì cái cách sắp xếp bố cục thời gian cho cuộc đời tu của mình là cái cách mà con mèo ở cái hình ảnh của con mèo bắt chuột gọi là cái cách đứng đi hay là quỳ hay là nằm của con mèo khi nó rình con mồi. Chứ không nhất thiết là phải đứng dậy, không nhất thiết là phải quỳ hoài. Có lúc nó quỳ, nhưng mà nó quỳ đến một cái giai đoạn nào đó thì nó phải nhảy mới bắt được con chuột chứ, mới bắt được con mồi chứ. Còn nếu mà nó quỳ hoài, nó không chịu nhảy, hoặc là nó không chịu di chuyển, mà cái sự di chuyển này nó cũng phải tập trung theo đối tượng là con mồi, thì cũng vậy, cái người tu của mình phải biết, ở trong đạo gọi là nhân duyên hay là tùy duyên. Mỗi một con người, mình nói cho vui là mỗi con người tu tập theo cái lời kinh của Phật dạy này đó là một con mèo đi. Thấy không? Thì mỗi con mèo thì mình phải làm sao khi mà mình bắt chuột là mình phải tìm cái thể cách, cái cách riêng của chính mình. Chứ không có cái cách nào chung nhất cho tất cả các loài mèo đâu. Mà bắt chuột mà cho nó có hiệu quả thì phải là có những cái cách như vậy. Lúc thì chúng ta quỳ, lúc thì phải nằm xuống sát đất, sát cát, thậm chí lúc thì phải chui vô trong bụi rậm mà nín khe trong đó, chứ không có được kêu nghêu ngao nữa, không có được kêu nghêu 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 nữa. Bởi vì sao? Bởi vì mình núp, mình rình chuột, mình rình bắt chuột mà mình kêu thì sao? Con mèo, con mồi nó chạy mất, nó nghe cái tiếng kêu của mình nó sợ nó chạy. Cho nên là phải tập trung rồi thì phải làm sao mình nín cái miệng lại nha. Đừng có kêu nghêu 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 đó, đừng có kêu ngao ngao đó. Thì con chuột hoặc là những cái con mồi nó biết là khắc tinh của nó đến là nó bỏ nó chạy rồi. Người tu của mình cũng vậy. Ở một cái nhìn này đó thì chúng ta thấy được là khi chúng ta tu đó là chúng ta phải có lúc thì cũng làm sao? Thì cũng im lìm. Phải không? Có lúc thì phải tập trung xong rồi phải im lìm, giống cũng như là một cái xác chết vậy đó. Thì mới tu tới nơi tới chốn được. Còn mình tu mà mình đánh trống giọng chuông, mình la làng la sớm lên, nói kỳ này tôi tu đắc đạo rồi đó, bà con tới ha, Phật tử đồ tới nha, thầy kỳ này đắc đạo rồi đó, thì giống cũng như là sao? Là con mèo đang rình chuột mà lại kêu nghêu ngao, cuối cùng không ai tới chứ. Không ai tới hết. Nếu có tới thì làng chủ nhà nó tới để xách cây đập chết. Hoặc là nếu có tới là gì? Là những cái con thú khác nó cũng đang tìm mồi, mà cái đối tượng của nó là cái mồi là con mèo. Thành thử khi nó nghe nghêu ngao là nó biết ở đây là đang có một cái con cục mồi ngon, là nó lại nó ăn thịt. Cho nên cái bước thứ hai, một cái hình ảnh rất là đẹp mà rất là cao quý mà rất là quan trọng, là khi chúng ta tu chúng ta đừng có lấp chấp cái miệng giống như mèo kêu rồi đó. Làm ơn nín giùm cái, thấy không? Làm ơn nín giùm cái, mà nín một cách rất là tuyệt đối, chứ không phải nín mà lâu lâu còn là nín ở chánh điện thôi, nhưng mà xuống hội trường thì nói thao thao bất tuyệt, hoặc là nín ở cái lúc mà đang tụng kinh thôi. Nói cái chuyện lúc đang tụng kinh không nín cũng khó lắm, thấy không? Đang tụng kinh mà cũng nghe cái tiếng xì xào thì làm sao nín được? Thì như vậy thì cái thời kinh nó không có trọn vẹn công đức rồi.
Cũng giống như mình đang rình chuột mà lâu lâu cái ngứa ngứa cổ thôi, cũng phải kêu cái ngao. Thì bao nhiêu cái gọi là gì, công sức của mình rình, mình theo dõi con chuột từ sáng tới giờ, cuối cùng mình chỉ kêu một cái tiếng ngao một cái là con chuột nó chạy mất tiêu. Thì cũng vậy, nếu mà chúng ta tu mà không khéo thì chính cái cửa miệng này là cái mà đốt cháy công đức tu hành của chúng ta nhiều khi cả cuộc đời. Cho nên mới nói là gì, là cả cuộc đời có thể xây dựng là công đức, cả rừng công đức vậy, nhưng mà chỉ một tích tắc thôi, chỉ một tích tắc thôi mà mình nói bậy thì tất cả cái công đức của chúng ta đều tiêu mà. Cho nên cái hình ảnh mà thứ hai đó là khi mà tập trung rồi đó thì phải làm sao, phải nín lại, im miệng, im lại, ta gọi là tịnh khẩu á, tịnh khẩu, không có được nói, không có được kêu, thấy không? Anh chừng nào mà chụp được con chuột rồi hả kêu, thấy không? Còn mà chưa có chụp được, chưa có bắt được con mồi mà kêu đó, thì thứ nhất là không được con mồi, thứ hai là chết đói, thứ ba cũng có thể trở thành một cái miếng mồi ngon cho những con thú khác. Thì mình, con đường tu của mình, nếu mà mình đang tu tập ngon lành mà mình kêu một cái ngheo, có nghĩa là sao? Là mình khoe khoang, mình có một cái tâm cao ngạo, thì sao? Cái phước của mình tự động nó mất liền. Mà ở ngoài đời ta gọi là có cái thái độ hách dịch, cửa quyền. Thì cái điều này đó được thấy rõ ở trong chuyện cổ của Việt Nam. Người có cái bà đó, có đứa con mà nghèo lắm, nghèo, chồng thì mất sớm, gia đình không có của cải gì hết, đi làm ruộng, làm mướn, nhưng mà có được thằng con trai sanh ra. Và bà, bao nhiêu cái tình thương của bà đều dồn cho đứa con trai của mình. Và cái ước vọng, ước nguyện của bà là làm sao con sau này học hành đỗ đạt, để mà làm rạng nhân rỡ cái dòng họ của bà. Thì đứa con đó, nó có hiếu, thành thử là người con trai này học hành đàng hoàng, chăm chỉ. Và chờ 3 năm để mà đi thi, đi thi trạng nguyên. Thì trước khi đi thi á, thì cũng ngày mùng 4 Tết nó mới ghé vô chùa Phật Đà xin xăm, coi quẻ, coi một quẻ xin xăm, nhà nhầm được cái xăm gọi là thượng thượng, 99 lắm. Dở ra thì giải thích là công danh là sẽ có, và mọi điều ước nguyện đều sẽ thành. Thì khi cái bà mẹ bà đọc cái sâm, bà thấy bà mừng lắm, bà nói kỳ này chắc chắn à, con trai của bà đi thi đậu đỗ trạng nguyên. Thì sâm nói vậy mà được trong chùa Phật Đà giải nữa, thì mừng lắm. Thì bắt đầu từ đó đó, bà mới đưa con bà đi thi, mà từ cái làng mà đi thi rất là xa, mất phải 3 tháng. Rồi lên đó còn ăn ở, rồi còn chờ đến cái ngày để mà thi cử. Thì trong thời gian 3 tháng ở nhà, bà cụ á, bà mới bắt đầu bà lên mặt. Bà gặp ai bà cũng chửi, bà gặp ai bà cũng khinh dễ hết. Bà nói tụi bay là cái thứ không có học hành đồ này nọ, không bắt chước giống như con tao học rồi, kỳ này đổ trạng nguyên, kỳ này về làm quan lớn ha. Là mấy cái người, mấy gia đình mà nào giờ khinh dễ mẹ con tao đó, kỳ này tao cho đi dùng bốn hết. cho
cho là coi như là cực khổ, cho ta trả thù. Thì khi cái tâm của bà khởi như vậy đó, khởi như vậy mà suốt mấy tháng trời bà sống ở trong cái ảo tưởng, trong cái lá sâm. Mà cái lá sâm đó là một cái lá sâm dự đoán thôi, chứ nó chưa phải là sự thật. Cho nên mấy người nào mà hôm nay sinh sâm đó cũng cẩn thận. Năm nay là cái năm gọi là đại kiết đại lộc, rồi bắt được cái sâm, sâm tốt nữa, rồi cứ nghĩ mà cứ thôi vậy thì gần sắp giàu rồi, thôi không đi làm nữa, ngồi ở nhà nhịp nhịp dò chờ vàng tiền tự động nó tới. Thì cũng giống như rồi bắt đầu mới đi đầu này đi đầu nọ, thậm chí gom tiền lại đi về Việt Nam. Về Việt Nam rồi thăm bà con đồ này nọ thì mình nghĩ là mình sắp có tiền đó, cho nên là cứ hứa lèo, hứa hết, hứa lèo rồi hứa lụi. Thằng con về thăm nhà rồi thấy bà già mà ở nhà lụp xụp, má đập cái nhà đi, đi ở nhà chứ lụp xụp vậy đó, đập đi rồi con gửi tiền về cho. Thì bà già bà nghe bà tin tưởng bà đập. Ai về tới chừng mà nó ở Việt Nam xong rồi về nhà, về Úc lại thì không có trúng số vậy chứ, mua hoài không trúng cho tới giờ vẫn còn nghèo. Mà cái nhà thì đập rồi ở bên Việt Nam, chết dở sống dở. Thì cũng tin cái vụ lá sâm đó mà nó tai hại như vậy đó. Thì cái bà này cũng vậy, trong 3 tháng đó bà khinh thường mọi người, bà lên mặt bà đủ thứ hết, cuối cùng ảnh hưởng thằng con bà nó đến cái lúc mà nó ngồi nó làm bài cái nó đau bụng, cuối cùng nó giết không được, nó ra đi cầu cái hết giờ rồi xong rồi sao gọi là rớt. Rồi 3 tháng sau nó cũng phải trở về, chờ 3 năm sau nữa mới thi. Thì khi nó trở về thì mặt mày buồn hiu à, mặt mày buồn hiu à, và má nó hỏi làm sao, nó nói thi rớt à. Thì má nó rất là giận, mới bắt đầu nó ủa sao sâm mình xin mùng 4 Tết đi chùa Phật Đà xin đàng hoàng mà cái sâm nói vậy mà sao giờ kỳ vậy. Mới chạy vô chùa Phật Đà kiếm mấy người trong chùa chửi, nói sao không linh, sao không sâm nói vậy không vậy. Tới bắt đầu ông thầy ông mới kêu thôi vậy bóc thêm lá sâm khác đi. Thì bà mới lên bà bóc sâm nhà sâm số 44 hạ hạ có nghĩa là không có cái gì thành hết không có gì thành hết. Và những cái năm tới là những năm đau khổ. Thì bà nó có sao cũng linh quá ha, cũng linh quá. Thì đại khái là do cái miệng có phước báo đó đầy đủ rồi đó, chỉ cần chờ một chút nữa thôi, nhưng mà chờ không được. Giống cũng như là từ sáng sớm mà chực con mồi chờ nằm im đó chờ, nhưng mà gần khi mà gần tới lúc mà để mà chụp con mồi á thì sao, kêu cái ngao lên cái mèo nó bỏ, con chuột nó bỏ chạy. Thì cuối cùng không được, đói chết. Thì cái hình ảnh thứ hai mà trong kinh Đức Phật và chư tổ dạy là tu phải như con mèo bắt chuột, là im lặng, im lặng. Ngoài cái gọi là định, có với sức định tuyệt đối rồi, chúng ta còn phải im lặng nữa, chứ còn đừng có đánh trống dụng chuông, đừng có làm rùm bèn lên khi mà chưa có đắc đạo, khi mà chưa có được cái gì ở trong cái tâm thức của mình. Đó là cái thể cấp thứ hai, là phải im lặng và phải tùy theo cái cách nằm hay đứng hay ngồi. Và cái cuối cùng và cái quan trọng nhất là làm sao, là phải bỏ cái chỗ mà đang ngồi chực từ hồi sáng tới giờ nè, phải nhảy một cái. Cái nhảy này là cái quyết định là có bắt được hay không. Có nhiều khi tôi nhìn thấy mấy con mèo ở chùa này nó im lặng, nó rình mấy tiếng đồng hồ, nhưng mà khi nó nhảy một cái nó tính cái xác sức. Có nhiều con nó tính xác sức không có cao, không có đúng, nó nhảy. Và thậm chí là nó tính đúng đó, nhưng mà lúc đó lại là cái đối tượng là con mồi á, nó cũng có cái cảm giác, nó biết được
nó phát hiện được, nó cũng chạy. Thì có nhiều con á, con mèo á, chúng ta nhìn chúng ta thấy là không phải là 100 lần nó rình nó bắt được con mèo, nó bắt được con mồi 100 lần đâu ạ. Có những lần cũng bắt hụt. Có nghĩa là cái cuối cùng là cái quyết định là cái nhảy để chụp. Cái cuối cùng là cái này là cái quyết định này. Thì cái hình ảnh này để cho chúng ta thấy là cái gì? Từ đầu tới cuối là mình tu ngon lành, mình tịnh khẩu, mình làm phước đủ thứ hết. Nhưng mà cái cuối cùng không phải là cái mà ngồi ở đó để mà hưởng phước. Cái cuối cùng không phải ngồi ở đó để mà được con mồi. Muốn được con mồi là phải bỏ cái chỗ này, nhảy tới một cái chỗ khác. Mà cái chỗ đó là điểm mà chúng ta nhắm tới. Thì cũng vậy, trong con đường tu hành của mình cũng vậy. Có những điều thánh thiện đó, có những điều hay đó, có những điều rất là tốt đó, nhưng mà cần thiết chúng ta bỏ. Bỏ một cách không thương tiếc, bỏ là không quay đầu lại. Giống cũng như hình ảnh con mèo, khi mà quyết định nhảy để mà chụp con mồi đó, thì đâu có phải là vừa nhảy mà vừa quay cái đầu lại để mà nhìn cái chỗ đó, để mà còn những cái luyến tiếc khác. Thì có thể nói là cái này là cái mà rất là hay. Cái hình ảnh bỏ tất cả để đạt được cái cứu cánh là giải thoát giác ngộ. Đức Phật dạy cho chúng ta người tu phải bỏ. Thì bây giờ quý vị ở ngoài đời, quý vị bỏ là bỏ cái gì? Cũng phải bỏ chứ. Muốn giải thoát, muốn giác ngộ, muốn hạnh phúc an vui, muốn an lạc, tu thì Tết thì mà cầu cho được an lạc hạnh phúc, cầu cho được bình an. Nhưng mà mình muốn được bình an, mình phải bỏ cái khổ đi, mình mới được bình an chứ. Bây giờ khổ mình không chịu bỏ, nó cứ đeo cục ở trong lòng đó, thấy không? Khổ là gì? Là những cái gì đó nó làm cho mình bực dọc, những cái lời nói gì đó của ai nó làm cho mình khó chịu, mình cứ để trong lòng hoài thì mình khổ thôi. Chứ không phải cái khổ làm cái gì đó nó có hình tướng, nó có trọng lượng, không phải. Mà cái khổ làm cái gì đó nó rất là trừu tượng, và chỉ có mình có đương sự đó mới cảm nhận được cái điều đó thôi. Khổ bao nhiêu thì mỗi người tự cảm nhận cái điều đó. Và muốn hết khổ thì phải bỏ khổ thì mới hết khổ. Còn mình không chịu bỏ khổ mà mình đòi cho hết khổ, mình đòi cho được an vui thì không có được. Muốn thành Phật thì phải bỏ chúng sanh đi rồi mới thành Phật. Muốn thành Phật, muốn làm Bồ Tát mà cái tâm mình lúc nào cũng là tâm chúng sanh hết trơn, tâm chúng sanh không chịu bỏ, thì làm sao mà thành Bồ Tát được? Nếu có Bồ Tát thì là Bồ Đề Tát Đỏ, hay là nếu có Bồ Tát thì cũng là Bồ Tát giấy thôi, thấy không? Chứ không phải là Bồ Tát thiệt. Còn Bồ Tát thiệt là cái tâm mình phải là tâm Bồ Tát, bỏ tất cả những cái tâm chúng sanh thì tự nhiên cái tâm Bồ Tát nó xuất hiện. Thì cái thái độ, cái thể cách cuối cùng là phải bỏ tất cả để mà đi đến cái cứu cánh. Thì cái đó ta gọi là bỏ. Cái hình ảnh bỏ để mà chụp. Giống như trong kinh Hoa Nghiêm, Đức Phật đưa ra ngón tay chỉ, thì mọi người đệ tử mới hỏi Phật chỉ cái gì. Phật nói các ngươi thấy cái gì không? Thì nhiều đệ tử nói con thấy tay của Phật đẹp quá. Phật nói vậy cũng thấy, nhưng mà chưa có phải là ý của Như Lai. Chỉ có Ngài A Nan mới nói là con thấy ánh trăng đẹp quá. Nhưng mà Đức Phật hỏi làm sao con thấy? Thì Ngài A Nan trả lời, nhờ cái ngón tay của Như Lai con thấy được ánh trăng.
Bây giờ Đức Phật mới rút cái tay lại. Đức Phật hỏi Ngài A Nan vậy, con còn thấy ánh trăng không? Ngài A Nan nói bạch Đức Thế Tôn, con vẫn còn thấy ánh trăng. Vì ánh trăng hằng hữu, lúc nào cũng có. Còn cái tay của Như Lai có khi đưa ra, có khi thụt vô. Thì cái tay đó là không có hằng hữu. Thì cũng vậy, mình đạt đến cái cứu cánh, muốn đạt đến cái cứu cánh, thấy được mặt trăng, thấy được ánh trăng thì không cần, đến những lúc không cần phải nhìn cái ngón tay nữa. Muốn có được con mồi thì cuối cùng phải sao? Phải nhảy. Nhảy một cách quyết liệt và dứt khoát thì mới quả mai mới có thể được con mồi. Có nhiều khi nhảy không có quyết liệt, nhảy mà còn liếc dòm đầu này dòm đầu kia thì con mồi nó bỏ nó chạy rồi. Đó. Thì trong kinh điển Đức Phật và chư tổ, cái chuyện đầu tiên là nói cái hình ảnh con mèo đó, quý vị nhớ là tu giống cũng như con mèo bắt chuột. Bây giờ cái hình ảnh con mèo á, khi mà qua bên Trung Quốc thì ở trong Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng đó có kể một mẫu chuyện. Ở mẫu chuyện này đó thì đúng ra đối với quý vị đó thì nghe để mà ghi nhận thôi, chứ còn đừng có bắt chước, vì nó hơi cao. Cái tâm chứng của cái mẫu chuyện này nó cao lắm. Nhưng mà vì nó liên quan, nó có một cái sự hiện hữu của một con mèo, cho nên là sẵn đây năm con mèo thì tôi nói luôn, tự nhiên nhớ thì nói. Ở trong Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng thì có một mẫu chuyện là một vị thiền sư là trụ trì một ngôi chùa, nuôi rất là đông đồ chúng. Thì trong chùa ở trên một cái khu rừng, cho nên là ở trong chùa làm ruộng làm rẫy để sống. Thì trong chùa đó, ngoài chuyện mà nuôi tăng chúng ra thì có nuôi mấy con mèo để nó giữ gìn cái kho, sợ chuột ăn. Thì một buổi sáng nọ đó thì trong chúng mới lộn xộn lên, nháo nhác lên vì con mèo con. Cứ cãi, hai bên cãi qua cãi lại vì một con mèo con. Thì hòa thượng trụ trì là cái người đã đắc đạo rồi, thì ngài mới đi ra, ngài mới bắt con mèo con á, ngài cầm, ngài giơ lên vậy. Ngài nói nếu ai nói trúng thì con mèo này được sống, tức là còn sống. Nếu ai nói trật, con mèo này phải bị chặt ra làm hai khúc. Ngài giơ lên vậy. Thì trong chúng lúc đó mấy trăm người sửng sốt, không biết là cái ý hòa thượng muốn dạy cái gì. Hòa thượng nói vậy. Và cuối cùng không ai giải đáp được, không ai dám trả lời. Và ngài mới cầm dao, ngài chặt đứt làm hai, coi như con mèo chết. Khi con mèo chết phân làm hai khúc rồi á, thì tình cờ có một vị khách tăng ở bên ngoài đi đến chùa để mà tham quan. Ngày này là thiền sư Triệu Châu. Thì ngày này vô mới thấy hòa thượng trụ trì sao mà còn đang đứng, rồi trong chúng cũng rất là đông ở trước chánh điện.
Hòa Thượng Ngài mới hỏi là cái chuyện gì xảy ra, xảy ra chuyện gì. Thì mọi người kể lại, rồi còn Hòa Thượng đó, Hòa Thượng cũng kể lại y như vậy luôn. Hồi sáng giờ trong chùa lộn xộn vậy, đổi thừa con mèo. Thì ta mới bắt con mèo, ta mới hỏi, ai trả lời được thì con mèo sống, mà trả lời không được con mèo chết. Thì cuối cùng không ai trả lời, cho nên vì ta là trụ trì, ta nói một là một, hai là hai, cho nên ta cắt giết con mèo. Thì sẵn đó Hòa Thượng trụ trì mới nói, rồi bây giờ như ông vậy, ông trả lời sao? Bây giờ dựng lại toàn bộ cái hình ảnh. Thì Ngài Triệu Châu lúc đó Ngài không nói gì hết, Ngài mới lấy đôi dép rơm của Ngài đang mang, Ngài lấy, Ngài để trên đầu, Ngài đi. Quý vị hiểu, nắm theo cái ý kịp không? Thì Hòa Thượng trụ trì mới nói, nếu hồi nãy cái ông này mà xuất hiện sớm thì đâu có chết con mèo. Thì cái mẫu chuyện nó tới đó nó chấm dứt. Quý vị ngồi suy nghĩ, thì nó liên quan đến con mèo, cho nên mới là sẵn kể, nhưng mà nghe rồi thôi, suy nghĩ rồi thôi, đừng có bắt chước mà về mà làm giống như ông thầy này là mang cái tội sát sanh. Đúng không? Thứ nhất là nếu mà chúng ta nhìn ở cái góc độ giới luật thì chúng ta thấy là ông Hòa Thượng này rất là tàn nhẫn. Nếu mà cái chuyện này nó có thật thì ông Hòa Thượng này quá tàn nhẫn. Nếu nhìn ở góc độ giới luật và nhìn ở cái nhìn bình thường, cái tình thương bình thường, cái tình thương phân biệt súc vật và con người, thì ta có thể ta lên án ông Hòa Thượng trụ trì. Nhưng mà cái ngôn ngữ thiền hoặc là cái người tu thiền á, họ không phải bị dính ở những cái hình tướng và chữ nghĩa. Cho nên khi mà Ngài Triệu Châu tới và được hỏi, thì Ngài mới lấy đôi dép đang mang để trên đầu rồi đi. Vậy mà ông Hòa Thượng trụ trì cũng nói, hồi nãy mà có ông này là ông mèo còn sống. Có nghĩa là hai ngày này ông Hòa Thượng trụ trì và Ngài Thiền Sư Triệu Châu đã tâm đầu ý hợp, đã hiểu được. Ngài Triệu Châu hiểu được Hòa Thượng trụ trì, và Hòa Thượng trụ trì cũng hiểu được Ngài Triệu Châu. Cho nên Ngài Hòa Thượng trụ trì mới nói, nếu mà hồi nãy có ông này thì con mèo không chết. Cái này nó hơi cao, thì để muốn chia sẻ một chút thôi quý vị. Ở trong ngôn ngữ thiền hoặc là ở trong cái những người tu thiền á, là họ phá chấp. Họ phá chấp. Họ mình á thì mình bị dính ở trên cái gọi là những cái mặt hiện tượng của sinh giới, có nghĩa là mình bị dính ở cái đẹp, cái xấu, cái tốt, cái dở, cái ngon, cái dở, cái chua, cái đắng, cái ngọt, cái bùi. Nói chung là chúng sinh, cái tâm chúng sinh thì bị kẹt ở ngôn ngữ và hình tượng. Ta gọi là bị kẹt ở cái âm thanh sắc tướng. Nói theo ngôn ngữ chính xác là bị kẹt, bị dính vào cái âm thanh sắc tướng, cho nên không thoát được trong cái vòng luân hồi lục đạo. Muốn thoát khỏi cái luân hồi lục đạo thì phải vượt lên trên cái âm thanh sắc tướng bình thường của thế gian, vượt lên trên cái tội và cái phước, để thấy được một cái cảnh giới gọi là thể tánh bình đẳng giống nhau. Cái thể tánh bình đẳng giống nhau ở điểm nào? Ở cái điểm là Hòa Thượng Triệu Châu là một cái người đã đắc đạo. Cho nên con người của mình đó thì nó có hai điểm mà chúng ta thấy nó phân cách một cách rất là rõ ràng. Điểm thứ nhất là trên đầu, là cái chỗ sạch sẽ nhất và thiêng liêng nhất, đúng không? Là trên đầu của mình. Một cái điểm thứ hai mà nó dơ dái nhất, mà nó cơ bằng là không có, nó đối lại với cái trên đầu, là cái đôi dép của mình. Nhưng mà một cái vị hòa thượng này đã đắc đạo rồi, Ngài thấy là cái sạch và cái dơ nó không có, nó không có là cái gì hết.
Và Ngài thấy được là cái gì? Là cái chuyện sống và cái chuyện chết nó cũng chả là cái gì hết. Cho nên cái chuyện mà con mèo có chết hay là con mèo còn sống không có ăn nhầm gì hết. Cái người tu mà đắc đạo rồi, vào cái cảnh giới thiền rồi, người ta đạt đến cái mức độ đó. Cho nên Ngài mới không nói là phải như thế này, phải như thế kia, mà bằng một cái hình ảnh, lấy đôi dép tượng trưng cho cái gì đó dơ giấy nhất trần gian này. Nó dơ giấy, nó hôi thối còn hơn là cái nước cống của cầu Công Lý nữa. Nó đang thui vậy đó. Cái chỗ mà coi như là người ta khinh bỉ, vậy mà Ngài trân trọng để trên đầu và Ngài đi. Để cho chúng ta thấy người tu nếu mà đạt được cái cảnh giới đó, cảnh giới bình đẳng, vô phân biệt của một cái tâm thức, thì quý vị cố gắng quý vị tập, nhưng mà đừng tập cái cách khác, chứ đừng tập cái cách mà đố rồi mà cứ thèm thịt mèo làm bộ, nói đúng hay nói sai, nói với vợ đúng hay sai, vợ chưa nói gì chân là chặt cái cục một cái rồi thôi đi luộc đi để làm thịt cho ta ăn, là không được. Thì cái cảnh giới thiền, cái cảnh giới của những người tu ở trong cái Trung Hoa Chư Thiền Đức Hành Trạng ở Trung Quốc, có một cái mẫu chuyện mà liên quan đến con mèo là mẫu chuyện này, để cho chúng ta thấy khi ta tu rồi mà nếu mà đạt đến cái cảnh giới siêu tuyệt rồi, cao siêu rồi, là không còn bị dính mắc bởi âm thanh sắc tướng tốt xấu hơn thua phải quấy của thế thái nhân tình nữa. Thì được như vậy thì cái chuyện sống cũng được, và cái chuyện chết cũng không có ăn nhầm gì hết. Mà thật vậy, nếu mà ta thấy được ở trong cái chuyện sống chết nó không có dính dáng gì hết, và ta có một cái đời sống gọi là miên viễn, gọi là bất sanh bất diệt, thì thực sự cái con người này sống là vì còn cái duyên ở cõi đời này. Nhưng mà khi mà hết cái duyên ở cõi đời này, không có nghĩa là con người này mất một cách hoàn toàn 100%, mà họ có thể chuyển kiếp, họ có thể họ tái sanh, hoặc là họ có thể họ sanh lên cái cảnh giới của cõi trời, cõi cõi Phật, cõi Thánh. Thì hiện tại mình thấy chỉ còn cái hũ cốt nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà thật sự nhìn cái hũ cốt này mà nói là cái người đó cũng trật nữa. Cái người đó gì đó tới 70-80 kg lần, mà giờ nói người A, người B, người C chút xíu vậy mà nó đâu đúng, là nó trật rồi. Dùng cái hình tướng để mà phân định, để mà đánh giá hình tướng cũng đã sai rồi, huống chi chúng ta dùng cái hình tướng để nói cái tánh, cái lý tuyệt đối của nhà Phật, nó lại càng sai dữ nữa. Tuy nhiên quý vị nhớ cái ý thôi, chứ còn mà cái cách mà hành xử đó thì đừng có bắt chước giống như ông Hòa Thượng này. Mình chưa có đạt đến cái cảnh giới siêu tột, mình bắt chước thì mình sao? Phạm tội sát sanh. Cũng giống như một số người thấy coi phim Tế Công Hòa Thượng thấy thích quá, mà cũng đang tu cư sĩ, cho nên muốn làm Tế Công Hòa Thượng. Từ đó sao? Không ăn cho ai nữa, đụng gì cũng ăn. Mà ngặt một cái là khi mà đụng gì cũng ăn rồi, tự nhiên nó thèm đồ mặn không, chứ nó không thèm đồ chay nữa. Thiếu không được, thiếu đồ chay, thiếu đồ mặn không được. Thậm chí đi hành đạo riết rồi, cuối cùng rồi đi vô nhà ông Hòa Thượng Tế Công là người ta cho cái gì ăn cái đấy, không có đòi hỏi. Cho thịt ăn thịt, cho đồ chay ăn đồ chay. Cái dùng cái từ gọi là hóa duyên là vậy. Hóa duyên có nghĩa là đi đến chỗ nào tùy thuận theo nhân duyên, người ta cho cái gì ăn đấy. Hòa Thượng Tế Công là Phật sống là vậy. Còn mình tu mà nếu mà mình không khéo, mình không nắm được cái ý của chư tổ đó, mà mình bắt chước những cái hình thức của chư tổ, là mình cũng đi hóa duyên. Mà ông này mà không phải là Tế Công mà thuộc về Tế Sống mà. Có nghĩa là sao? Có nghĩa đi vô nhà người ta, ta cúng đồ chay không thèm ăn. Thầy tu cao à, thầy không ăn đồ chay được, thầy ăn đồ mặn không. Thầy ăn gà mà thầy ăn gà chiên bơ, ăn gà hấp sữa,
Lâu lâu thì thôi gà cho thầy ăn hoài, đâu chịu nổi, thôi đổi món cho ăn vịt quay. Tức là sao? Tức là mình dùng cái hình thức tế công, nhưng mà cái tâm của mình là nó đủ thứ hết. Thì coi chừng là cái, cho nên là không dám kể ra những cái mẫu chuyện mà nó mang tính cách như vậy. Nếu mà mình không khéo, quý vị không hiểu không tới đó, thì coi chừng nó cũng bị lầm đường lạc lối. Đó. Có nhiều người, tôi nói mẫu chuyện này, mẫu chuyện có thật. Mẫu chuyện có thật ở Việt Nam. Có ông đó. Ông thương thằng con rể của ông lắm. Thằng con rể của ông thì tu, con cầu con khẩn á, tu. Thành ra nó không biết ăn thịt trâu, thịt chó, thịt mèo. Nhưng mà khổ nổi thì cái ông này là ông khoái thịt mèo. Mà giờ ông thương thằng con rể, ông muốn chia sẻ cái sung sướng khi mà ăn thịt mèo. Nhưng mà nói thịt mèo thì nó không dám ăn. Bởi vì nó nghe thằng cái ông này, ông nghe cha ruột ông nói là sao, ai ăn mèo đó thì nghèo, xui lắm, cho nên không dám ăn. Cuối cùng mà cái ông già này, ông già vợ, ông phải phương tiện. Ông mới nói, ông kêu nhắn lần rễ lên, nói ông, ba mới bắt được con mỡn. Mỡn, mỡn ngon lắm. Thì thằng rễ nó tưởng đâu mỡn thiệt, nó ăn. Nó ăn thời gian cái nó ghiền mỡn luôn. Không có mỡn nó ăn nó cũng thèm. Lâu lâu rồi nó phải hỏi, ba có mỡn không, con lên con ăn. Thành ra cuối cùng rồi ông già vợ phải cứ kiếm mèo mà giết hoài mà nói mỡn. Thì cuối cùng lại là sao? Rễ trong đầu nó là mỡn chứ không phải mèo. Và ăn một thời gian mà nó thấm vô trong máu rồi. Thì cuối cùng ông già trước khi chết ông mới nói thiệt. Ông nói nào giờ đó ba, cái gì ba cũng nói thiệt hết, nhưng mà con chuyện ba nói dốc. Là nào giờ con ăn đó không phải mỡn đâu, mà mèo á. Mèo á. Mèo mướp, mèo mung, mèo gì ba cũng bắt ta cho con ăn hết trơn á. Thì lúc đó là chuyện nó đã lỡ rồi, thì coi như là một cái con người mà sợ tội. Đó, một con người mà sợ mèo. Nhưng mà cuối cùng ở trong mình mèo không, máu mèo không. Nhiều không chừng có lông mèo nữa. Rồi là ăn mèo tới mấy chục năm. Thì qua cái hình ảnh một cái sự kiện có thật làm cho mình có một cái suy nghĩ. Ở trong nhà Phật gọi là lộng giả thành chân. Quý vị có nghe cái từ đó, lộng giả thành chân. Một cái sự kiện đó, một cái chỗ đó, nó có là gì hết. Nhưng mà tự động bây giờ bà con, tự động bây giờ làng xóm đồn lên, nói chỗ đó linh lắm, chỗ đó thiêng lắm, chỗ đó cầu gì được đấy. Chỗ đó chiều chiều là thấy tự nhiên có hào quang xẹt xẹt xẹt. Nhiều người nói, mới đầu một người nói thì người ta không tin. Nhưng mà nhiều người nói, năm này qua tháng khác cuối cùng người ta tin. Ta tin, coi như là có thật. Thì nói cái giả nhưng mà cuối cùng lại là có thật, là bằng chứng là dân chúng người ta kéo đến để người ta cúng bái, người ta xin xăm, người ta làm đủ thứ chuyện hết. Thế gọi là lộng giả thành chân. Thì có những cái việc mới ban đầu nó là giả, nhưng mà làm riết, năm này qua tháng nọ cuối cùng nó thành thật. Giống như cái người này á, ăn thịt mèo nhưng mà nói ăn mỡn, ăn riết rồi á là đâu biết. Cuối cùng nói mèo thì sau này mới biết được là ăn mèo, chứ còn trước đó là mỡn. Đó. Thì cái người tu của mình cũng vậy, nếu mà mình tu chưa đến nơi đến chốn thì mình cũng phải mượn cái gọi là lộng giả thành chân. Bây giờ mình ăn chay chưa quen,
Thấy không? Mình ăn chay chưa quen thì bây giờ mình tập ăn chay. Mà bây giờ cái phương tiện ăn chay ở đây nó còn hạn chế quá, thì cứ dọn lên một miếng nước tương, một miếng chao, rồi dưa leo cà gì đó, mình ngồi ăn. Bây giờ nếu mà mình là con nhà giàu, mình là con cái người mà đã hưởng thụ trần gian mấy chục năm rồi, mình nhìn tự nhiên bây giờ vô chùa thành Phật thành tiên gì đâu chưa thấy, nhưng mà giờ thấy cực quá cực, đâu chịu nổi. Thì bây giờ mình phải phương tiện lộng giả thành chân, mình ngồi mình ăn nhưng mà mình mỉm cười, hay không? Ban đầu mà thì mình bây giờ mình nhắm mắt lại, hoặc là mình hí hí thôi, mình gấp miếng dưa leo thì mình tưởng tượng giống như là đang gấp cái cục thịt vậy. Rồi mình chấm vô cái chén nước tương thì mình giống tưởng tượng giống như đang chấm vô cái chén nước mắm này. Cho nó quen, thì ăn vậy một thời gian nó quen rồi, bắt đầu từ từ nó dính ở trong người rồi, nó quen rồi. Thiếu nước tương không chịu được, thiếu dưa leo không chịu được, thiếu cà không chịu được. Lúc nó quen rồi thì nó trở thành cái thật của mình. Còn ban đầu á thì rất là khó. Thì lộng giả thành chân theo cái cách tu mà cho mau tiến bộ thì quý vị cũng phải tập như vậy. Bây giờ mình niệm Phật, mình chưa thấy, mình tu hành, mình chưa thấy cảnh Tây Phương như thế nào. Bây giờ chưa về với ảnh mà đâu thấy được, nghe kinh điển diễn tả. Rồi bây giờ mình ngồi mình niệm Phật, mình cũng tưởng tượng đang sống ở trong cái cảnh giới này, nhưng mà mình cũng có thể mình nghĩ đây là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mình tưởng tượng riết và mình đang sống một cách rất là an vui, rất là hạnh phúc, rất là nhẹ nhàng, thanh thoát. Thì mình nghĩ như vậy hoài thì từ từ nó thành một cái thói quen, và cái gì cũng vậy, khi mà phiền não nó tới rồi tự động nó bung ra. Ví dụ như quý vị đã có được một cái thái độ lạc quan, sống yêu đời, thì dầu cho có gặp hoàn cảnh khó khăn nào đi nữa thì quý vị vẫn yêu đời thôi, phải không? Còn á, nếu mà mình không được cái tâm lạc quan yêu đời nó sẵn ở trong lòng mình á, thì gặp một cái chuyện rất là nhỏ mình cũng dễ bực mình, và mình bi quan, yếm thế, muốn chết không à. Còn nếu mà mình đã tập sẵn mấy chục năm rồi, lúc nào mình cũng chấp nhận và lúc nào cũng vui cười hết, thậm chí người ta chửi của mình cũng cười luôn đó, tập như vậy đó, thì từ từ nó thành máu mủ của mình, và nó thành cái chất liệu sống của mình. Thì ngay lúc đó mình đạt được cái cảnh giới đó, thì ngay lúc đó mình đang ở cái cảnh giới gọi là Tây Phương Cực Lạc đó. Mặc dù mình chưa có nhắm mắt lìa đời, nhưng mà đạt được cái đó là cái cảnh giới Tây Phương Cực Lạc ở trần gian. Mà mình có được Tây Phương Cực Lạc ở trần gian này rồi thì mình nhắm mắt chắc chắn mình phải về cái cảnh Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà liền tức khắc. Còn nếu mà mình không có tập, mình không có gọi là lộng giả thành chân, nói theo cái ý này đó, để mà mình tu hành đó, mà mình cứ ngồi mình chờ thật, thì làm sao mà có thật? Không có thật. Mình ngồi đây mà mình chờ, sống ở trong cái thế giới toàn là giả không à, cái gì cũng giả hết, ngay cả tâm mình cũng giả luôn, thân mình cũng giả luôn, tất cả đều giả hết. Mà mình cứ nghĩ mình phải chờ đến lúc nào có thật thì mình mới tu, thì không bao giờ mình chờ đến cái lúc mà mình nhắm mắt lìa đời rồi cũng không có cái mà thật giống như cái ý tưởng của mình được. Chỉ bằng khi ta còn sống, khi ta đang sống ở trong cái gọi là giả này, thì ta nghĩ nó là thật đi. Ta nghĩ cuốn kinh này nó là giấy đó, nhưng mà ta nghĩ đây là cuốn kinh mà Đức Phật đã nói ở trong này nè. Thì khi ta nghĩ như vậy ta mới trân trọng được. Còn nếu ta không nghĩ có hình ảnh của Đức Phật ở trong này, có hình ảnh của chư Bồ Tát, các vị thánh chúng đang nghe, thì mình cứ nghĩ là cái này là giấy, mình dục thùng rác, mình không có kính trọng. Có thể mình bỏ chỗ này chỗ nọ, mình bỏ lăng bỏ lóc, mình không có tôn thờ. Còn sở dĩ mà ta có được cái tâm ta tôn thờ, ta kính trọng Pháp, là vì ta nghĩ trong cái giả này nó có cái thật ở trong đó. Cũng giống như ta thờ Đức Phật,
Thời Đức Phật này là quý vị thấy đâu phải là Phật bằng xi măng, làm bằng những cái chất liệu xi măng và được tô màu thì nó thành là Đức Phật. Và ta nhìn qua cái hình ảnh của Đức Phật, ta thấy được Đức Phật thật ở trong đó, thì ta mới cung kính, ta mới lễ lại ngày đêm được. Chứ còn mình lên mình nhìn và mình thấy ủa này không có thật, tự nhiên mình khởi cái tâm vậy là tự nhiên mình không muốn đốt nhang, mình khởi cái tâm vậy là mình không muốn, mình không có cái tâm cung kính, gọi là Phật bảo ở trần gian này. Mà nếu mà mình không có cái tâm đó thì khó có thể trên cái con đường tu hành của mình khó có thể đạt được cái kết quả như là mình mong muốn, là được cái an lành, được cái giải thoát, được cái giác ngộ. Nói tóm lại đó, thì cái hình ảnh của con mèo ở trong nhà Phật còn rất là nhiều, chứ không phải chỉ có mấy cái hình ảnh đó đâu. Có cái mẫu chuyện là gọi là con mèo nhắm nước bàn nữa, ở trong truyện cổ Nhật Bản có con mèo gọi là con mèo nhắm nước bàn trong truyện cổ Nhật Bản. Thì trước khi mà chấm dứt á, thì sẽ kể cho quý vị nghe cái mẫu chuyện này để mà chấm dứt cái buổi trao đổi đầu năm. Thì ở Nhật Bản đó, thời kỳ trước thời kỳ Minh Trị, xa xưa lắm, thế kỷ thứ 6, thứ 7, thì có một cái ông họa sĩ rất là nổi tiếng. Và ông họa sĩ này vì ổng là thích thiên nhiên cho nên ổng sống ở giữa đồng ruộng, xung quanh cỏ hoa, rồi ổng nuôi thú vật. Và trong cái đám súc vật mà ổng nuôi ở trong nhà ổng thì có nuôi con mèo. Con mèo ổng rất là thương. Thì ổng cũng có nuôi chó, nuôi cồn, nuôi công, nuôi heo, nuôi dê, nuôi gà, nuôi đủ thứ hết. Thì ổng rất là nổi tiếng, cho nên là năm đó nhà vua đó, vì tin tưởng Phật Pháp, bởi vì thời gian đó là Phật giáo là như giống như quốc đạo của xứ sở này, thì nhà vua mới bảo là bây giờ ông vẽ một cái bức tranh Đức Phật nhậm nước bàn để mà cho nhà vua treo ngay chỗ phòng khách của nhà vua, để mà hằng tưởng nhớ đến cái sự ra đi của Đức Phật. Thì ông này ông về ông vẽ, thì lúc nào ông cũng vẽ, thì ông vẽ lên cái hình ảnh Đức Phật nằm, xung quanh là các đệ tử mặt mày buồn hiu thảm não, có người khóc lóc, rồi bên cạnh đó có con nai, con khỉ, con hươu, con vượn, nói chung là những cái loài thú ở trên trần gian này đều có hết, con cáo, con cọp, con beo, con sư tử, đủ thứ hết. Những con này đều có ở trong cái bức Đức Phật nhậm nước bàn. Và hàng ngày mà ổng vẽ như vậy đó, một ngày ổng vẽ một chút, thì mỗi ngày đó cái hình, một cái bức tranh Đức Phật nhậm nước bàn nó hiện lên đủ màu sắc hết. Mỗi ngày phải có thêm những cái loài thú được ngồi, được quỳ ở trong cái hình ảnh Đức Phật nhậm nước bàn ở rừng Ta La Sông Thọ. Nhưng mà có một điều là ổng rất lấy làm khổ tâm, và có một con vật cũng rất là khổ tâm và rất là buồn. Mỗi khi mà ổng vẽ đó thì cái con mèo á, nó ngồi nó nhìn. Và sau một ngày vẽ đó thì nó nhìn lại, nó không thấy hình của nó ở trên cái bức tranh này. Và sau một thời gian như vậy, nó nghĩ là nó không có cái cơ hội nữa, nó buồn. Thì chính ông họa sĩ này ổng cũng buồn, vì một lý do đơn giản là thời đó đó, ở Nhật Bản người ta ghét con mèo đó. Và người Nhật lúc đó đó coi con mèo là một cái biểu tượng ác độc, một cái biểu tượng xấu xa, tội lỗi. Con mèo là một cái gì đó nó dơ bẩn nhất ở trần gian này. Cho nên nếu mà để con mèo, hình ảnh con mèo ở trong cái bức tranh Đức Phật nhậm nước bàn, thì thứ nhất ông nhà vua ông sẽ chặt đầu, chặt đầu họa sĩ. Thứ hai là cái bức tranh này dân chúng
nó sẽ nguyền rủa. Cho nên cuối cùng ổng quyết định ổng không vẽ, ổng không đưa con mèo, mà con vật mà ổng thương dữ lắm, không đưa được vào ở trong cái bức tranh này. Vì một lý do đơn giản là trần gian và cái phong tục tạp quán không chấp nhận, mà phải theo cái phong tục tạp quán như vậy và không chấp nhận. Ổng cũng đau khổ, bức tranh đã hoàn thành nhưng mà là thiếu cái gì cũng đủ hết, chỉ thiếu có con mèo thôi. Thì ổng cũng rất là đau khổ, và con mèo nó mới bỏ nhà nó ra đi. Vì nó chứng kiến, nó ngồi mà nó buồn, nó thấy nó chứng kiến là con cáo nó dữ dằn lắm, đó nó là nói giống như là ác độc giống như cáo rồi đó, kêu là cáo già đó. Nó vậy đó mà cuối cùng nó cũng được ngồi trong cái bức, ngồi cái chỗ cũng có một cái vị trí để cho người ta tôn thờ. Thấy không? Trong khi đó ảnh lại là không được vào trong đó. Ảnh buồn, ảnh đi. Ảnh đang đi lững thững lơ thơ gì đó ở trên một cái triền núi. Thì ảnh thấy một con gà mẹ dẫn hai con gà con đi về một cái hướng nhà anh hòa sĩ. Thì hỏi ra đó, thì mới biết được là ba mẹ con đang coi như là trên cái con đường đi lại để cho ông hòa sĩ ông vẽ cái hình ảnh của đàn gà trong cái bức tranh Nhậm Đức Bàn này. Nhưng mà sau đó đó, thì thay vì là trân trọng lẫn nhau, thì chính con gà mẹ này nó gặp cái con mèo đó, nó cũng khinh bỉ nữa. Và con gà này nó cũng biết là con mèo không bao giờ có mặt ở trong cái bức tranh Nhậm Đức Bàn này. Bởi vì sao? Bởi vì trần gian người dân không chấp nhận, và nó có cái thái độ khinh bỉ. Nhưng mà không may á, là khi mà nó đi một đoạn đó, thì con gà con của nó đó, tức là con gà con một con gà con nó đi, nó bất cẩn nó mới rớt xuống dưới dòng suối. Nó rớt dưới dòng suối và nó la lên. Và khi con gà con nó rớt dưới dòng suối, nó la lên, thì con gà mẹ không biết bơi. Thành ra con gà mẹ nó cũng nhảy tửng ở trên bờ thôi, chứ nó không có nhảy xuống để nó cứu con mình. Và cuối cùng đó, thì con mèo này nè, nó thấy tội nghiệp quá, nó mới nhảy xuống, nó cứu con gà con, đưa lên, cố gắng đưa lên tới cái chỗ an toàn nhất, và con gà con được sống. Thì con mèo này nó chết. Và khi con mèo này nó chết rồi, nó nhắm mắt lìa đời rồi, thì tự động ở trên cái bức tranh Nhập Nước Bàn, ông họa sĩ ông không có vẽ cái hình của con mèo, nhưng mà tự động có con mèo, cái hình của con mèo nó nằm ở trên cái bức tranh Phật Nhập Nước Bàn. Ý nghĩa của nó như thế nào, tự động mọi người suy nghĩ. Và chúng ta chắp tay lại hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật Đạo.